đất nước Campuchia được tạc nên từ nước. Một vùng đất hoang dã với những cơn mưa gió mùa, những dòng sông dữ dội và những vùng hồ ngập nước. Vùng nước tràn đầy sự sống mang lại cơ hội cũng như thách thức lớn cho sinh vật hoang dã đa dạng nơi đây. Là nhà của những kẻ khổng lồ rừng xanh, những chuyên gia săn mồi và quái vật nơi sâu thẳm. Cũng ở đất nước này, những nền văn minh bị lãng quên lại được khám phá, nơi động vật đối mặt với cuộc chiến sinh tồn mỗi ngày. Chuyển mùa mang đến những thách thức của riêng chúng và một làn sóng của sự sống. Đây là Campuchia, vương quốc của nước. Đông Dương hoang dã nhất, Campuchia, vương quốc của nước. Nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc Đông Nam Á, Campuchia tiếp giáp với vịnh Thái Lan, nằm giữa Thái Lan, Lào và Việt Nam. Nơi đây có một trong những hệ sinh thái độc đáo nhất hành tinh. Campuchia có một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất ở Đông Nam Á, với sinh vật và thời tiết nằm trong sự chi phối của chu kỳ gió mùa. Bị dội mưa hàng năm, mùa hè ẩm ướt sẽ đến sau mùa đông khô hạn. Phần lớn lãnh thổ là đồng bằng trung tâm thấp, chiếm hơn 3/4 diện tích Campuchia. Trung tâm của đất nước được bao quanh là những dãy núi ở phía Bắc và Tây Nam và những ngọn đồi chạy về phía Đông bao phủ trong rừng rậm. Mạng lưới sông ngòi là huyết mạch nối một dải môi trường sống khi chúng chảy từ những khu rừng cao nguyên tới đồng bằng trung tâm lòng trào Tonle Sap và vùng đất thấp Mekong. Dòng nước cuối cùng trải dài 4.000 km và nuôi sống những đầm lầy là sông Mekong vĩ đại. Nó định hình lại môi trường và lấp đầy hồ Tonle Sap, hồ nước trong đất liền lớn nhất Đông Nam Á khi nó chảy xuống phía Nam. Các loài hoang dã của Campuchia dựa vào sự cân bằng giữa các mùa để tồn tại và tận dụng tối đa những thời điểm nhiều nước nhất. Mùa khô đang đạt tới đỉnh điểm. Cuộc sống ở đây dựa vào mùa mưa tới hàng năm. Nếu mưa không tới, thảm họa có thể ập đến. Các loài vật bị thu hút tới những hố nước đang dần co lại. Những bãi kiếm ăn trở nên tấp nập, nhưng cũng có thể là những nơi đầy nguy hiểm. Cỏ quăm khổng lồ là loài quốc điểu của Campuchia và bị coi là tuyệt chủng cho tới năm 2003. Chỉ còn vài con chim còn được quan sát ở hai nước láng giềng là Lào và Việt Nam. Campuchia là nhà của 90% quần thể loài này trên thế giới. Chúng thường đi theo cặp hay bầy đàn. Nhưng mùa khô rất khó khăn và chúng tụ lại thành đàn đông đảo để kiếm ăn ở những đầm lầy đang dần thu hẹp. Những mảnh đất nhỏ này như một thỏi nam châm thu hút nhiều loài động vật cũng như kẻ thù của chúng. Thank you.
đi đông còn hơn đơn độc khi thợ săn có thể đang quan sát mình. Nhưng tới những nơi trống trải có thể khiến chúng trở nên lộ liễu. Việc cảnh giác cũng có ích. Nhưng ngay cả với những kẻ săn mồi, đây là những thời điểm bất ổn. Sự biến đổi của Campuchia bắt đầu diễn ra vào tháng 5, khi mùa mưa từ phía Tây Nam bắt đầu tới. Mang đến 75% lượng mưa hàng năm, mùa mưa kéo dài trong 6 tháng và đổ đầy các đồng bằng phía đông. Giải môi trường sống phức hợp này bao phủ hơn 30.000 km2 và chứa một hệ sinh thái đa dạng trù phú. Những khu rừng này che giấu những kẻ khổng lồ. Đồng bằng phía đông Campuchia là nơi cư ngụ của những quần thể lớn nhất của những quái thú này. Nặng khoảng 3 tấn, không gì cản nổi một con voi châu Á trên đường đi của nó. Những sinh vật du cư này phải tới những bãi kiếm ăn mới. Những cơn mưa mang đến sức sống mới cho khu rừng, nhưng voi châu Á hiếm khi lưu lại lâu ở một chỗ. Chúng có thể kiếm ăn tới 16 tiếng mỗi ngày. Do vậy, việc tìm một địa điểm có nhiều thức ăn và nước uống rất quan trọng. Đàn voi này phải đi sâu vào khu rừng. Nhưng cơn mưa rào cũng gây ra nhiều thách thức. Một bước sai lầm có thể mang đến nguy hiểm thực sự cho con cái này. Vòi voi bao gồm hơn 100.000 múi cơ được dùng để ăn, ngửi, thở, gầm rú. Ở địa hình này, nó giúp dò đường. Hoạt động như một bộ giảm sóc. Đôi chân nó dàn đều trọng lượng trên mặt đất trơn. Lột vỏ cây và lá từ những cây đổ chỉ cho chúng bữa lót dạ. Những con voi này phải tiếp tục di chuyển để tới được nơi có nguồn thức ăn và nước uống trước khi hết ngày. Khi những sinh vật biểu tượng thống lĩnh dưới mặt đất, trên tán lá cây lại là một thế giới khác. Những sinh vật kỳ lạ tuần hành ở đây. Những bộ mặt loang lổ của con vọc trà vá chân đen này hiếm khi được nhìn thấy. Chỉ xuất hiện ở phía đông sông Mekong tại Campuchia và Tây Nam Việt Nam. Nhưng khu rừng này là pháo đài của chúng và cũng là nơi cư ngụ của quần thể vọc lớn nhất được biết đến.
ngay cả trên những ngọn cây vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Chúng luôn phải cảnh giác. Cơn mưa tạm dừng, mang lại cơ hội để kiếm ăn. Khác những loài khỉ khác, chúng không ăn quả chín mà thích quả xanh. Dạ dày bốn ngăn thích nghi đặc biệt của chúng giống với loài bò, giúp tiêu hóa và phân giải loại thức ăn này. Là kẻ phàm ăn, chúng dành nửa ngày để kiếm ăn. Nhưng để kiếm được đồ ăn tốt nhất, cả đàn cần liên tục di chuyển. Đây là lúc chúng vận dụng đến sự nhanh nhẹn của mình. Leo lên những cây cao chót vót tới 40 mét. Những đôi chân sau dài giúp con đầu đàn lao mình qua các độ cao nguy hiểm, trong khi phần đuôi lại giữ thăng bằng. Ngay cả các thành viên trẻ hơn trong đàn cũng phải đi theo đàn, nếu không sẽ bị bỏ lại phó mặc cho khu rừng. Không còn lựa chọn nào, nó nhảy tự tin và tham gia cùng đàn khi chúng tiến sâu hơn vào nơi ẩn náu trong rừng. Bước vào mùa mưa được 5 tháng và những khu rừng ẩm thấp của Campuchia đang tràn ngập sự sống và thức ăn. Dù vậy, khẩu phần lớn của voi khiến chúng phải tìm địa điểm mới để ăn uống mỗi ngày. Nhỏ hơn họ hàng của chúng ở châu Phi, voi châu Á có thể nhanh chóng trở nên tách biệt trong rừng già rậm rạp. Có thị lực tương đối kém, chúng phụ thuộc vào những giác quan nhạy bén đặc biệt khác. Nâng cái vòi lên, chúng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm trong không khí. Trong rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm rình rập, chúng cần liên tục để mắt tới nhau. Những tiếng gầm rú trầm giữ cho chúng trấn tĩnh và phối hợp khi di chuyển. Voi có thể giao tiếp với nhau theo nhiều cách. Dùng thanh quản khổng lồ và cả hốc mũi rất lớn, chúng có thể tạo ra các sóng âm thanh tần số thấp. Âm thanh mà con người không thể nghe thấy này có thể bay xa hơn qua không khí và mặt đất. Những sóng âm ồn và trầm này có thể truyền tới các đàn voi ở cách đó tới 5 km. Những âm thanh này có thể được cảm nhận qua chân và ngà, cho chúng biết về vị trí của các đàn khác và cảnh báo về kẻ thù tiềm tàng. Khi đàn voi tiếp tục tìm kiếm, những cơn mưa gió mùa tạo ra những con sóng dữ dội chảy qua khu rừng. Khi nhiệt độ đạt tới 30 độ C, khu rừng ẩm ướt bắt đầu gây ra hậu quả. Với diện tích bề mặt nhỏ so với khối lượng, chúng rất khó tỏa nhiệt và làm mát cơ thể. Vỗ đôi tai để làm mát máu chảy qua đó và cùng lúc giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể.
Tuyến đường di cư cổ xưa đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại các cụm rừng nhỏ cho những con voi này khi chúng tiếp tục tìm kiếm thức ăn và nước uống khắp địa hình gồ ghề. Những cơn mưa mang tới một đa dạng sinh thái khổng lồ, gồm các loài thực vật, côn trùng và động vật cho các khu rừng của Campuchia. Nó tạo ra nguồn thức ăn cho một kẻ săn mồi to lớn. Gấu đen châu Á là loài to lớn và cực khỏe. Nặng gấp đôi một nam giới trưởng thành và dài gần 2 mét từ mũi xuống tới đuôi, nó cần khẩu phần ăn rất lớn. Nhưng một thực đơn gồm phần lớn là hạnh nhân, hoa quả và côn trùng khiến chúng mất nhiều thời gian kiếm ăn hơn. Có kích thước và hành vi tương tự như loài gấu đen châu Mỹ, hai loài này có chung tổ tiên vào khoảng 4 triệu năm trước. Nhưng con gấu hiếm gặp này lại che giấu một dấu hiệu chiêm tinh học. Một trong những sinh vật huyền bí hơn của Campuchia có một mảng lông màu kem trên ngực, tương tự như hình trăng lưỡi liềm. Những con gấu này thường được gọi là gấu mặt trăng. Là kẻ cơ hội, chúng còn ăn cả thịt thối. Việc này có thể gây nguy hiểm. Hổ Đông Dương từng giết gấu đang ăn thịt con mồi của nó. Trong những khu rừng này, kẻ thù ở khắp mọi nơi. Mùa mưa khiến nhiệt độ tăng vọt và tạo điều kiện thuận lợi cho một trong những kẻ ăn xác thối hàng đầu của Campuchia. Kền kền đầu đỏ bay khắp các đồng bằng đất thấp phía Bắc để tìm xác mồi. Với sải cánh ấn tượng dài tới hơn 2 mét, nó có thể bay vọt lên cao mà chỉ cần đến chút sức lực. Nhìn thấy một bữa ăn tiềm năng, nó phải thật khẩn trương, lượn nghiêng và nhanh chóng hạ xuống. Kền kền đuôi trắng đã chiếm phần lớn chỗ bên nạn nhân mới nhất. Có tầm vóc tương tự với kền kền đầu đỏ, dải trắng trên đuôi chúng mang lại cho chúng cái tên đó. Cạnh tranh rất khốc liệt và chúng không có nhiều thời gian. Một số loài kền kền có thể nhìn thấy xác thối từ khoảng cách 5 km nên không lâu sau có nhiều con kéo đến. Tình thế đã thay đổi. Kền kền đầu đỏ có vẻ đang vượt trội về số lượng và hành vi. Khi kền kền rỉa cái xác, cái diều hình củ hành của nó giãn ra. Túi cơ gần họng này là chỗ chứa thức ăn tạm thời. Với khả năng rỉa sạch xác, bầy kền kền có thể ăn hết toàn bộ một con bò chỉ trong 40 phút.
có thêm nhiều kẻ cướp rình mò bữa tiệc và tranh giành những bộ phận giàu dưỡng chất nhất. Vài con chỉ xà đến và đi ngay cũng bỏ công. Một kẻ cạnh tranh lớn hơn đã nhìn thấy phần thưởng. Kền kền mỏ dẹt, không để phí thời gian. Nó dùng cái cổ như rắn để thọc sâu hơn vào cái xác. Việc vệ sinh rất quan trọng. Những cái đầu và chân chọc lóc giúp ánh nắng hong khô phần thịt không mong muốn từ lớp da và tránh nhiễm trùng. Ngay sau đó, tất cả chỉ còn lại một đống xương. Cái xác sau khi đã bị rỉa sạch, hệ sinh thái mới sẽ đảm nhiệm phần việc còn lại. Côn trùng bu tới những mảnh còn sót lại. Một con vật chết nuôi sống cả một chu kỳ sống mới. Các đồng bằng phía bắc Campuchia phơi bày một quang cảnh từng trải rộng hầu khắp Đông Dương. Một nơi ẩn náu cho các sinh vật hiếm có và đặc thù. Những đồng bằng này gồm có rừng, đồng cỏ và nước ngọt. Các môi trường sống và khu dân cư đa dạng, sống dựa vào những cơn mưa gió mùa. Mưa lớn tạo ra những cánh rừng chủ phú, mang tới sự an toàn và thức ăn cho một sinh vật biểu tượng. Khỉ bạc Đông Dương, nghệ sĩ đánh đu trong những khu rừng ở vùng đất thấp này. Đôi chân dài, cơ bắp và bàn chân bám giữ biến chúng thành thợ leo trèo tài ba. Sự nhanh nhẹn là chìa khóa để sinh tồn. Chúng có cấu tạo hoàn hảo trong thế giới của mình. Các ngón cái đã tiến hóa và nhỏ đi, giúp chúng di chuyển nhanh giữa các cành cây. Nguy hiểm luôn rình rập, chúng phải di chuyển liên tục. Những cái đuôi dài và mảnh giúp chúng giữ thăng bằng trên những cành cây mảnh mai nhất. Ngay cả những con non cũng phải học thật nhanh. Chúng còn gọi là khỉ lá vì phần lớn thức ăn của chúng là lá. Tuy nhiên, một số loại lá mà chúng ăn có chứa chất độc nguy hiểm. Nhưng những con khỉ này có một biện pháp để xử lý vấn đề này. Một cái dạ dày lớn và chuyên biệt chứa các vi khuẩn cộng sinh cho phép chúng khử độc những chiếc lá chứa độc tố. Vì khẩu phần ăn toàn lá, chúng sống trên tán lá cây. Nhưng các đối thủ nguy hiểm luôn rình rập ở đây. Ngủ cũng là việc nguy hiểm nên con đực này liên tục canh gác. Đó là một con báo gấm. Nó cũng là một bậc thầy leo trèo. Trọng tâm thấp và cái đuôi dài giúp giữ thăng bằng tuyệt đối. Nơi ẩn náu trên những tán cây không phải luôn an toàn.
Nhưng sự cảnh giác luôn được đền đáp và nó đã bị lộ. Cả đàn khỉ đã tránh được rắc rối vào lúc này. Sau một ngày tìm kiếm, cuối cùng lũ voi đã tới được nơi có đầy tặng vật của khu rừng trên cao này. Nơi này đầy tre, được con sông chảy xiết xuống vùng đất thấp tưới nước. Nguồn nước dồi dào mang tới những bữa ăn mà chúng thích nhất. Những sinh vật dễ hòa đồng và tình cảm này dùng voi của chúng để chạm vào nhau, tăng cường mối liên kết và tạo lập quan hệ mới. Sau khi ăn, voi chỉ thích gãi ở một số vị trí khó và đầm mình thư giãn. Khi tắm rửa và chơi đùa, chúng tạo ra âm thanh đầy hào hứng. Tới cuối tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa. Những trận mưa như chút đổ xuống không ngừng mỗi ngày. Những cơn bão lan khắp mảnh đất này như cháy rừng vậy. Mùa mưa tác động lớn lên nhiều môi trường sống ở Campuchia, nhưng không đâu đáng chú ý bằng các khu vực ở lòng chảo trung tâm. Những con suối từ các cao nguyên trồng rừng đổ vào con sông dài nhất Đông Nam Á, sông Mekong vĩ đại. Bắt nguồn ở lãnh nguyên Tây Tạng, nó chảy vào Campuchia ở biên giới phía Bắc, giáp với Lào. Dài hơn 4.000 km, nó mang đến đủ nước để đổ đầy 190 triệu bể bơi Olympic. Nó mang đến làn sóng của sự sống mới và tạo ra nền ngư nghiệp trong đất liền lớn nhất thế giới. Nhờ có mùa mưa, sông Mekong đang dâng cao nhất và phình to lên hơn 16 lần. Thay đổi hàng năm này nghĩa là Mekong đã phát triển các hệ sinh thái chủ chốt như rừng ngập nước. Được coi là vô cùng quan trọng cho sự đa dạng của cá, chúng cũng là nơi cư ngụ của các loài săn mồi. Dòng nước đục rất nhiều chất bồi và là nơi lý tưởng để các loài thủy quái sông Mekong ẩn nấp. Lớp vỏ dẹt và lớn của rùa mai mềm Cantor là thứ khác biệt hơn cả. Khung sườn của nó gắn liền với nhau, được bọc trong lớp da giống như cao su. Có thể dài tới 2 mét, nó là một trong những loài rùa mai mềm lớn nhất. Sự đa dạng của các loài cá được tìm thấy ở đây là điều kiện lý tưởng cho loài săn mồi này. Với nhát cắn có thể nghiền vỡ xương, một con cá chủ quan không có mấy cơ hội thoát.
bất chấp là một trong những con vật tấn công nhanh nhất hành tinh. Ngụy trang và lẩn trốn là bí quyết của kẻ săn mồi mai phục này. Nó dùng cát và bùn từ sông Mekong phủ lên lớp mai và đầu để che giấu bản thân. Dành tới 95% thời gian chôn vùi dưới cát và chỉ ngoi lên mặt nước 2 lần mỗi ngày để thở càng làm tăng những cơ hội gây bất ngờ của nó. Đây là trò chơi chờ đợi. Những đồng tử trong mắt nó mô phỏng những hạt cát, cả mũi và miệng nó cũng vậy. Tồn tại nhờ vào vẻ bề ngoài và phán đoán thời khắc hoàn hảo để tấn công. Những cơn mưa gió mùa tới hàng năm cho phép các nền văn minh cổ phức tạp hưng thịnh trong nhiều thiên niên kỷ. Hùng mạnh hơn cả là đế chế Khmer và vương quốc Angkor bị bỏ rơi trong thời gian dài. Những ngôi đền này từng chứa đầy sự sống. Hơn 800 năm trước, nó là thành phố tiền công nghiệp lớn nhất thế giới. Vị trí của nó được lựa chọn không phải vì lý do tôn giáo hay ý nghĩa văn hóa, mà là khả năng tiếp cận nguồn nước của Campuchia. Gần 1 triệu người từng sống ở khu vực cổ xưa này và sự sinh tồn của họ phụ thuộc vào những con sông và mùa mưa. Họ xây dựng một hệ thống kênh mương và hồ chứa phức tạp. Nước vô cùng quan trọng. Giả thiết về một trận hạn hán khủng khiếp có thể đã khiến đế chế này sụp đổ. Ngày nay, khu vực cổ này đã bị cây cối và dây leo bao bọc. Trong hàng trăm năm, những gốc cây đã đâm sâu vào trung tâm của những ngôi đền cổ này. Chúng mang tới những kẻ thống trị mới cho những con kênh và hồ nước được đổ đầy của Angkor. Như người dân Khmer trước đây, khỉ đuôi dài dùng những con lạch và hồ nước này. Chúng cần uống nước mỗi ngày và ốc đảo này nằm giữa một khu rừng không khoan nhượng. Tìm ăn những trái cây rụng xuống nước, cuộc sống của chúng có vẻ yên ả và bình lặng. Nhưng khỉ thường xuyên phải tranh giành lãnh thổ. Những con đực ít tuổi luôn có xô xát. Khỉ nào lờ đi trật tự thứ bậc sẽ bị chú ý.
Hành vi nhai răng thường là cách thể hiện sự phục tùng. Những con đực non tận dụng chỗ an toàn trong các phế tích để tập kỹ năng chiến đấu. Khi đã trưởng thành hoàn toàn, chúng sẽ phải rời đàn và thế giới nước của chúng, gia nhập vào các nhóm khỉ đực hoặc mạo hiểm lật đổ một con đực đầu đàn khác. Loài khỉ rất phát triển ở đây, nhưng chúng phụ thuộc vào mưa để đổ đầy các dòng nước chống khát, giúp cây cối cho quả ở Angkor phát triển. Khi những câu chuyện về những kẻ thống trị mới diễn ra, những cư dân trước kia đã để lại những hình khắc từ lâu đời, cho thấy sự cân bằng giữa nước, đất và cuộc sống hoang dã của Campuchia. Sự cân bằng này được gìn giữ bởi một trong những kẻ săn mồi hiếm gặp và thiêng liêng nhất Campuchia, cá sấu xiêm. Chỉ còn khoảng 250 cá thể còn lại ở ngoài tự nhiên, loài vật này đang đứng bên bờ tuyệt chủng. Loài cá sấu tiền sử này đã làm chủ kỹ thuật săn mồi trong hàng thiên niên kỷ. Cùng thời với khủng long, chúng tiến hóa rất thành công và thay đổi tương đối ít. Dài tới 3 mét, cá sấu xiêm đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Campuchia. Ăn xác thối và săn thịt kẻ yếu. May mắn cho con nai, con cá sấu xiêm này thích con mồi nhỏ hơn. Được những dòng nước đổ đầy, nước sông Mekong đang ở đỉnh cao. Con sông này không chỉ định hình vùng đất, mà còn có thể thay đổi dòng chảy của một con sông khác. Hồ Tông Lê Sáp đổ vào sông Mekong trong suốt mùa mưa. Nhưng với mực nước dâng cao, dòng chảy bị đảo lộn, gây ngập nước cho dòng hồ lớn. Hơn 2/3 lượng nước mới của hồ tới từ con sông vĩ đại này và diện tích của Tông Lê Sáp tăng tới 6 lần. Giờ nó đã lớn hơn gấp 10 lần diện tích của New York và là hồ lớn nhất ở Đông Nam Á. Trận lũ mùa lịch sử này tạo ra một mê cung kỳ bí của những khu rừng ngập nước. Nhà của một trong những loài rắn lớn nhất trên thế giới. Chăn miến điện. Khi trưởng thành, chúng có thể dài tới hơn 7 mét và nặng hơn 130 kg. Chúng là kẻ săn mồi thích nghi hoàn hảo với những giác quan kinh ngạc. Kẻ săn mồi mai phục này dùng các cơ quan thụ quan hóa học ở lưỡi để dò mùi con mồi. Hoạt động nhờ âm thanh, nó có thể xác định hướng chính xác của con mồi.
Cảm biến nhiệt trong hàm nó xác định các tín hiệu nhiệt của con mồi tiềm năng. Kẻ săn mồi đỉnh cao này sẽ không để mình bị đói. Nhưng trận lụt hàng năm khiến sát thủ này bị cô lập trên cây và thức ăn rất ít ỏi. Tuy nhiên, nó có một thủ thuật. Chăn miến điện là bậc thầy về bơi lội. Bơi qua mê cung kênh rạch không phải việc dễ dàng. Nhưng nó sẽ sớm tìm được chỗ nghỉ ngơi. Dù có các kỹ năng bơi lội xuất sắc, khoảng cách đôi khi lại quá xa. Ở đỉnh lũ, nó đối mặt với vùng hồ rộng 10.000 km2. Không có đất liền, nó rất có thể bị chết đuối. May thay, nguồn cá dồi dào mang lại cho nó chiếc bè cứu sinh. Nhưng nó phải thật cẩn thận. Rắn bị săn lùng rất nhiều ở Tông Lê Sáp và để bị bắt nghĩa là lĩnh án tử hình. Lậu vé đã tìm được chỗ trú chân. Nó tạm thời được an toàn. Mùa mưa mang đến cơ hội lớn cho các sinh vật hoang dã của Campuchia, nhưng nó cũng đưa lại những thách thức lớn mà chăn miến điện phải học cách chế ngự. Vùng đất hoang sơ của mưa gió mùa, những con sông cuồn cuộn và hồ đầy nước mang đến những môi trường sống độc đáo nhất hành tinh. Những vùng nước giàu sự sống đẽo tạc nên môi trường mang lại cơ hội cho một số loài nhưng cũng là thách thức cho nhiều loài khác. Tại mảnh đất này, những nền văn minh bị mất đã được khám phá trở lại, nơi động vật đối mặt với cuộc chiến sinh tồn mỗi ngày. Những kẻ khổng lồ trong rừng, những chuyên gia săn mồi và quái vật của vùng nước sâu đều sinh sôi ở đây. Một đợt chiều cường của sự sống tạo nên Campuchia, vương quốc của nước.